cô sinh viên ngành y chia sẻ về nhật ký đi trực ở bệnh viện, nhiều trải nghiệm khắc bọt, trùng cuối, đầy bất ngờ. Ngành y tế là một trong những ngành nghề khá vất vả khi có lịch làm việc khác với những công việc khác. Vì ngoài giờ hành chính thì các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế còn phải trực đêm, trực cuối tuần. Những tưởng họ sẽ thường xuyên căng thẳng, bận rộn giống trên phim, nhưng thực tế thì chưa hẳn đã vậy. Một cô sinh viên ngành y đã chia sẻ về những trải nghiệm khi đi trực của mình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đầu tiên là quá trình nạp năng lượng cho bản thân, có thực mới vực được đạo. Tiếp đó, những lúc rảnh rỗi thì hóa thân thành hoa hậu, cơ mà cái vương miện này nó lạ lắm. Nhưng phần hay nhất là đây cơ, cả viện xuống vào một góc bởi vì ông cụ bệnh nhân đang thi triển khả năng rất ư là đặc biệt. Không biết giờ này chiếu bói còn sôi nổi không, chứ bên dưới phần bình luận, nhiều người hào hứng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Một số thì tếu táo rằng, ông đi viện mà cũng không bỏ nghề nhờ. Đi nằm viện rồi mà cũng không yên ổn với mấy cô y tá này cơ ạ. Các bạn thấy trường hợp này như thế nào? Comment chia sẻ ngay nhé. Đừng quên like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mỗi ngày bạn nha.